Nếu vào thời điểm Văn Hậu chưa chấn thương và chưa đi Hà Lan thì vẫn có gì đó hay hơn so với Jason Pennon Quang Vinh, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đưa ra quan điểm. Văn Hậu có thể hình, tham gia tấn công, dứt điểm cũng tốt, phòng ngự bóng bổng cũng ổn. Tôi nghĩ Văn Hậu không may mắn khi gặp chấn thương dài hạn nên có phần mất đi phong độ. Nếu bạn ấy được chơi liên tục và không sang Hà Lan thì sẽ phát triển rất tốt. Nhận định kể trên của huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang nhận được nhiều sự chú ý khi Jason Pennon Quang Vinh là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và đã chơi bóng ở nhiều giải đấu tầm cỡ thế giới, trong khi Văn Hậu lại không có nhiều cơ hội như vậy. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gây bất ngờ trong thời gian qua khi chiêu mộ thành công Jason Pennon Quang Vinh. Sự có mặt của cầu thủ Việt kiều này trong đội hình được hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự câu lạc bộ Công an Hà Nội trong mùa giải tới. Bên cạnh đó, việc nhà vô địch V-League 2023 chiêu mộ Jason Pennon Quang Vinh cũng dấy lên lo ngại về cơ hội thi đấu của hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi cả hai đá chung vị trí. Chưa kể đến việc hậu vệ người Thái Bình đang trong quá trình hồi phục chấn thương và anh đã rời xa sân cỏ tới gần một năm. Nhiều nguồn tin thậm chí còn tiết lộ Văn Hậu vẫn chưa ấn định thời điểm trở lại. Rất có thể hậu vệ sinh năm 1999 sẽ tái xuất trong tháng 9 hoặc xa hơn là vào tháng 11. Còn với tân binh bom tấn Jason Quang Vinh, anh hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng đồng chủ sân hàng đẫy ở mùa giải năm 2024 đến năm 2025. Câu lạc bộ Công an Hà Nội được cho là đang tính tới phương án đưa hậu vệ Đoàn Văn Hậu ra nước ngoài nhằm điều trị dứt điểm chấn thương. Theo đó, Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ gần một năm vì chấn thương nghiêm trọng. Cụ thể, hậu vệ sinh năm 1999 bị chấn thương viêm điểm bám gân gót chân vào tháng 9 năm 2023. Chấn thương kể trên khiến anh không thể tham gia thi đấu cùng câu lạc bộ cũng như đội tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của các bác sĩ, tiến trình hồi phục của Đoàn Văn Hậu là khá ổn, đúng theo kế hoạch. Dự kiến cuối tháng 8 anh có thể tập nhẹ với bóng và đến tháng 9 có thể xỏ giày tập luyện. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của chấn thương, thời gian cụ thể mà Văn Hậu có thể trở lại thi đấu tại V-League vẫn chưa được xác định. Phía đội bóng và huấn luyện viên Mano Poking tỏ ra thận trọng với trường hợp của Văn Hậu. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội đang tính đến phương án nếu cần sẽ cho hậu vệ gốc Thái Bình đi kiểm tra sức khỏe tại nước ngoài hoặc một bệnh viện lớn uy tín tại Hà Nội nhằm đánh giá chính xác mức độ phục hồi, làm rõ lộ trình trở lại của anh. Trước đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhiều lần hỗ trợ Văn Hậu sang Singapore để kiểm tra và tái khám chấn thương. Lần gần đây nhất vào cuối tháng 2 năm 2024, các bác sĩ cho biết Văn Hậu chưa hoàn toàn bình phục và cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn. Trong 5 năm qua, Đoàn Văn Hậu là hậu vệ cánh trái số 1 của bóng đá Việt Nam. Văn Hậu có thể hình lý tưởng, tốc độ và lối chơi quyết liệt. Việc cầu thủ này không may dính chấn thương nặng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp thi đấu tại câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng như trên đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, anh đang nỗ lực tập luyện với hy vọng sớm quay trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, việc tham gia cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024 vào cuối năm vẫn còn bỏ ngỏ. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho rằng nếu không gặp chấn thương và không sang Hà Lan, Đoàn Văn Hậu sẽ phát triển tốt hơn so với Jason Pennon Quang Vinh, dù cầu thủ này có kinh nghiệm và thi đấu ở nhiều giải đấu tầm cỡ thế giới. Sự xuất hiện của Jason Pennon Quang Vinh tại câu lạc bộ Công an Hà Nội khiến nhiều người lo ngại về cơ hội thi đấu của Đoàn Văn Hậu, đặc biệt là khi hậu vệ này đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa ấn định thời điểm trở lại. Câu lạc bộ Công an Hà Nội được cho là đang tính tới phương án đưa Đoàn Văn Hậu ra nước ngoài để điều trị dứt điểm chấn thương sau gần một năm vắng bóng vì viêm điểm bám gân gót chân. Dự kiến, Văn Hậu có thể tập nhẹ với bóng vào cuối tháng 8 và xỏ giày tập luyện vào tháng 9.